nghi án chồng đánh chết vợ rồi tạo hiện trường giả bị điện giật. Kê ba chợ nghi đến đập giả mang vợ mình rồi đi ngủ. Khi tỉnh dậy thấy vợ đã chết nên đưa vào giường nằm rồi tạo hiện trường giả là bị điện giật. Ngày 11 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Krông Ba, tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Kê ba Gieo, sinh năm 1982, trú tại Buôn Phùm, xã Ea Suom, huyện Krông Ba để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, chị Đoàn Thị Tê, sinh năm 1990, vợ Gieo đi làm về thì thấy chồng không nấu cơm mà chỉ ngồi chơi nên trách mắng, bực tức, Gieo lấy tay đánh vợ rồi bỏ đi. Chị Tê liền lấy một thanh củi gần đó ném về phía Gieo. Thế vậy, Gieo quay lại cầm dao đến đập nhiều nhát vào vùng đầu, lưng chị Tê thì mọi người gần đó phát hiện, can ngăn. Đến tối, chị Tê cùng ba con nằm ngủ trong buồng, Gieo nằm ngủ bên ngoài. Nghe tiếng con khóc nhưng không có người dỗ, Gieo vào xem thì không thấy chị Tê đâu. Khi Gieo đi ra sau nhà thì thấy chị Tê đã nằm tử vong. Thế vậy, Gieo bế chị Tê vào nhà rồi trình báo cơ quan công an rằng vợ mình bị điện giật chết. Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi, lực lượng công an xác định có dấu hiệu tác động của ngoại lực nên đã tiến hành đấu tranh với Gieo. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng này đã khai nhận hành vi của mình. Gieo và chị Tê có ba người con chung, cháu nhỏ nhất mới 2 tuổi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hàng ngày, chị Tê đi làm thuê khắp nơi, Gieo thì không đi làm và ở nhà thường xuyên uống rượu, đánh đập vợ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.